À, chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục cái tính toán đại học nghịch tay máy bấm bật tự do, nhưng mà thầy dùng cái phương pháp hình học ha. Hôm trước là mình đã dùng cái phương pháp đại số để mình tính ra, à, phương pháp đại số để mình tính ra. Và phương pháp đại số thì đây là cái mô hình robot các em ha. Thầy kế tiếp tục cái mô hình trước. Bây giờ thầy dùng phương pháp hình học để tính ha. Đây thầy khái quát là về mặt hình học các em. Thì đây là cái vị trí của cánh tay robot điểm B. Các giá trị Bx, Bi, Bz là mình sẽ cho. Rồi yêu cầu tính các góc theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 sao cho con robot đã đạt được vị trí Bx, Bi, Bz mình cho trước đây. Ok, đây là cái vị trí cánh tay robot game. Ok, đây thì sẽ chiếu cái vị trí cánh tay robot này xuống cái mặt phẳng XOY thì có điểm A. Và đây là cái giá trị Bx mình viết trước, Bi mình viết trước. Rồi thì chiếu cái vị trí điểm B cánh tay robot nữa các em vào cái trục Z, rồi song song với cái đoạn là OA này thì sẽ có là cái giá trị BZ là mình cho trước. Rồi như vậy á, cái góc theta 1 rất dễ để tính các em. Đầu tiên mình tính góc theta 1, tìm sin lấy đối chia cho quyền, cosin hai chữ kề huyền chia nhau, còn tan tại trên sau đối trên kề dưới chia nhau ra liền. Như vậy cái góc theta 1 mình tính được, tại vì đây là đoạn BI nè, đây BI nè, còn đây cái đoạn này nè, đoạn là BZ này, BX này. Như vậy mình có được BX, BY rồi. Mình tính theta 1 ha. Đầu tiên mình tính theta 1 trước. Ok, tính theta 1 trước đi ha. Thì mình sử dụng công thức này mình tính kem. À, tan của theta 1 là bằng bx chia cho bi, vậy theta 1 sẽ bằng là a tan của bx, bi, bx. Và mình nhớ là mình dùng cái hàm a tan 2 nha các em. Và ở phần trước thầy đã giải thích tại sao mình dùng đánh a tan 2 rồi. Ok, như vậy mình có được cái giá trị theta 1. Nhưng mình sẽ bước sang tiếp theo là mình tính cái theta 3. Góc theta 3 này các em, tính góc này ha. À, góc theta 3. Tính góc theta 3 thì mình chỉ cho cái hình này các em. Nè. Là cái hình này qua. Đây, góc theta 3 này các em. Để tính góc theta 3 này thì mình sẽ dựa vào tam giác O2, O3 và O4. Mở cái góc vào đi. Góc này. Này. Cái góc này là bằng 180 độ trừ cho góc theta 3 ha. Hai góc là bù nhau, như vậy góc này là 180 độ trừ cho theta 3. Đó. Như vậy này, mình xét tam giác O2, O3, O4 các em, mình dùng định lý cosin mình tính. À, mình tính cái đoạn O2 O2 O4 nè, O2 O4 bình phương là bằng O2 O3 bình phương cộng với O3 4 bình phương trừ cho hai lần cái góc này các em, cos góc này và nhân với cái O2 O3 và O3 O4. À, đây là cái cosin vậy đó ha. Thì thầy nhắc lại chút xíu về mặt toán học cái định lý cosin kem. Thì ví dụ thì có ba cái tam giác ABC này ha. Đối diện góc A, góc alpha. Góc từ đỉnh A là alpha, từ B là beta, từ C là theta. Đối diện cái này là A, đối diện B là B, đối diện C là C. Thì định lý cosin như sau. Này kem, định lý cosin. A bình sẽ bằng B bình cộng C bình trừ giải lần AB nhân cho cos của góc alpha. Ta áp dụng cái định lý cosin này các em cho cái tam giác này, cho tam giác này O2, O3 và O4 thì thầy sẽ có được công thức như sau. Rồi thầy có công thức như sau các em. Đây.
O2, O4 bình phương là bằng O2, O3 bình phương cộng cho O3 4 bình phương, O3 bình phương trừ cho 2 lần O2, O3 nhân với cos ra góc này các. Cos góc này. Mà O2 này các em. O2, O3, O2, O3 chính là cái đoạn L2 của cánh tay robot này. Của cái link này. O3, 4 chính là L3 chiều dài của cái link này. Rồi, còn cos của 180 độ trừ cho phi 3 chính là bằng trừ cos của phi 3. Cos đối sinh bộ phụ chéo mà. À, như vậy thầy sẽ có công thức như sau các. O2, O3 là L2, O3, 4 là L3, còn cos 180 độ trừ phi 3, sin theta 3 là bằng trừ cos của sin theta 3. Như vậy thầy có được công thức như sau. Vậy thầy có được công thức như sau. Đó. Thì chuyển cái vế này ha, chuyển cái vế này có này, cái này chuyển qua đây, thầy có được công thức như sau. Thì thế cái này vào, đây, thầy có được công thức như sau. Này. Như vậy thì thế cái L2 L3 vào và rút gọn chuyển đổi cái này cái công thức này thằng này để có được cái cos theta 3. Nếu như thầy đặt thầy đặt cái góc cái theta C3 bằng là cos phi 3 các em, theta 3 thì cũng sẽ có được cái cos theta 3 bằng cái này. Như vậy là gì? Các giá trị L2 có rồi, L3 có rồi. Nhưng bây giờ mình chỉ cần tính cái giá trị cái O2 O4 nè ha, đoạn O2 O4 bao nhiêu nữa thôi. Đoạn O2 O4 bao nhiêu thôi. Nhưng mà đoạn O2 O4 các em thấy nếu mình xét tam giác O2 này, O4 này, C này. Ha, cái đoạn này nè, tam giác này các em. Thì mình nói sẽ là cạnh huyền của tam giác vuông này các. Này tam giác vuông ha. Này tam giác vuông. Đây sẽ là tam giác vuông đó. Tam giác vuông ha. Như vậy là gì? Cái tam giác O2, O4, C là tam giác vuông. Cạnh huyền sẽ là O2, O4. Như vậy mình sẽ tính cạnh huyền O2, O4 này bạn các em. Bằng cái hai cạnh giác vuông này. O2 OC và O4C. Hay tiếp theo là mình đi tìm cái mình tính cái đoạn O2 O4 này các em. Vì L2 L3 anh biết rồi. Mình tính cái đoạn O2 O4 này. Dùng tam giác vuông này các em ha, O2. Thì xét tam giác vuông O2 O4C ha. Xét tam giác vuông này. Xét tam giác vuông O2, O4C, O2, O4C. Thầy có. Ok. O2, O4 là cạnh huyền ha. O2, O4 cạnh huyền. O2C cạnh góc vuông, O4C cạnh vuông. Như vậy là O2, O4 bình phương là bằng O2C bình phương cộng cho O4C bình phương. Này. Vậy mình sẽ đi tính O2C và O4C. O2C này các em thấy nó sẽ bằng là cái đoạn O2D nè. O2D chính là L1 các em. Trong cái mô hình robot mình á. Chính là L1 nè. Này. Cộng cho DC. DC. Mà đoạn DC nè các em. Chính là bằng đoạn DB nè. Đoạn DB nè trừ cho đoạn BC. DB thì bằng là OA. Trong đó thầy tính O2C.
À, O2C là bằng O2D cộng với DC. O2C là bằng O2D cộng cho DC. O2. O2D thì bằng L là 1. O2D bằng L là 1. O2D bằng L là 1. Còn DC, DC là bằng DB trừ cho BC. DC bằng DB trừ cho BC. DC bằng là DB trừ cho BC. DB đó thì bằng OA. DB bằng OA. Mà OA thì bằng là BX bình phương cộng với BY bình phương cộng 2. BX bình phương cộng BY bình phương cộng 2. BC. BC chính là bằng O nam E, là cạnh của góc vuông của tam giác vuông, là đây cũng là tam giác vuông, là kem tam giác vuông O4 E O năm, có đoạn này là bằng L4 nè, và góc này nè kem, góc này chính là bằng cái góc này đó, và góc này chính là theta 234, là bằng theta 2 cộng theta 3 C4 á. Như vậy là E O 5 chiều dài đoạn này kem là bằng L4 nhân cho L4 đoạn này nhân cho sin góc này, mà sin góc này chính là sin góc này kem. Đây, như vậy là gì? BC bằng E O 5, E O 5 bằng L4 nhân cho cos. Tìm sin lấy đối chia cho quyền cosin hai chữ kề, E O 5 là kề. Như vậy là E O 5 sẽ bằng là L4 nhân cho cos của góc theta 234. Đây có góc này. Rồi này tính được. Này tính được O2C các em. Mình sẽ tính được O2C từ mấy cái thông số này. Từ nguyên bộ thông số này. Và cái này. Thì tính được cái O2C. Là chính là O2C. Bằng L1 cộng cho căn 2 của BX bình cộng BX bình trừ cho L4 nhân cho cos của góc 2 theta 2 cộng theta 3 C4. Rồi. Giờ tiếp theo thầy tính O4C, tính O4C. Thầy tính O4C. Theo cái hình á, nên thầy mở cái hình kem. O4C là bằng O4E cộng cho AC. O4C là bằng O4E đoạn này cộng cho AC. Mà O4E này các em, O4E á, này, O4E này là chính là cạnh góc vuông O4, O5E này là bằng L nhân cho sin của góc này, tức là sin của góc theta 234 này các em. Này, như vậy thầy có được O4E là bằng L4 nhân cho sin 234. AC. AC là đoạn này. Nguyên cái đoạn này các em. Nguyên đoạn này là B, Z. Này, B, Z này. Còn đoạn AB này các em. Chính là bằng cái đoạn D1 này. Đây, trong cái mô hình robot của mình ạ. Đoạn D1 mình này. Từ cái O2 này. Tới cái góc O này. Là D1. Như vậy là gì? AC sẽ bằng BZ đoạn này trừ cho D1. Đây, như vậy là AC sẽ bằng BZ trừ cho AB, mà AB là bằng D1. Như vậy là AC bằng BZ trừ cho D1. Như vậy từ đây mình tính được O4 nha. Tính được O4C. Như vậy tính được O4C. Có O2C, có O4C thì mình tính được O2, O4 bình phương. Sao mình ráp đây thì mình tính được cos theta 3. Có cos theta 3 rồi.
có cos theta 3 rồi, thầy sẽ tính được sin theta 3. Vậy thầy tính được sin theta 3. Có sin, có cos rồi thì mình tính tan. Có sin nè các em. Có cos rồi. Thầy sẽ tính được tan. Và nhớ là dùng a tan 2 tính ha. Rồi như vậy mình có được góc theta 3 các em. Sau khi mình tính được theta 3 rồi, như vậy là mình đã tính hai góc rồi các em. Mình đã tính được góc theta 1. Mình đã tính được góc theta 1 rồi ha. Đây, tính được góc theta 1 rồi, tính góc theta 3 rồi. Giờ mình tính góc theta 3 2. Tức là tính góc theta 3 2. Để tính góc theta 2 á thì em xét tam giác là O2 nè, F nè, O2, O4, F. Cái này thì nối dài ra chút xíu là cả đường vuông góc đây thì có giao nhau điểm F. Đây là vuông góc như vậy thì mình có tam giác vuông là O2, O4, F. Thầy đặt ở đây là một cái góc alpha đây. Góc là alpha. Rồi, còn cái góc là cái giữa hai cạnh O2, O4 và cạnh O2C á đặt góc là beta. Vì rõ ràng là theta 2 á sẽ bằng là alpha cộng với beta. Vậy mình muốn góc tính góc theta 2 á thì mình chỉ tính góc alpha và tính góc beta là ra. Nhờ tính góc alpha thì đơn giản đây các em. Đây là mình có cái cạnh này nè các em. Cạnh O4F nè. Tan của alpha sẽ bằng là đối là cạnh O4F chia cho kề là O2F ha. Bây giờ trước tiên là mình tính cái góc alpha trước ha. À, thầy dùm không? Tính góc alpha đây. Cho qua đi. Alpha trước ha. Để dùng công thức tính kem này thầy có nè, alpha là bằng tan của O4F O2F này, O4F mà đối O2F là kề hay alpha cho bằng tan của O4F chia cho O2F ha. Mà trong khi đó O4F nè kem, O4F nè là cạnh góc vuông O3 O4F. O3 bốn biết rồi là L3. Còn góc là góc theta 3 mình tính ra trước rồi, hồi nãy mình vừa tính xong đây. Tổng góc theta 3 rồi. Như vậy á L3 biết rồi, góc theta 3 biết rồi thì mình tính cái này. Và như vậy L4 O4F là sẽ bằng là tìm sin là đối chia quyền. Như vậy chỗ này sẽ là bằng là L3 nhân với sin của góc theta 3. O4F là bằng L3 nhân cho sin góc theta 3. Còn O2F đây, O2F đoạn này các em là bằng O2 O3 cộng cho O3F. O2F chính là L2. Rồi O3F chính là cạnh còn lại của góc vuông của tam giác vuông O3 O4F. Và như vậy sẽ bằng L3 nhân cho cos góc theta 3. Bằng L3. O2 O3 là bằng L2. Còn O3F á là bằng L3 nhân cho cos của theta 3. Như vậy từ tất cả những cái dữ liệu này các em, từ những cái dữ liệu này thầy sẽ tính được góc theta 3 ở dưới góc alpha. Đây, thầy tính được góc alpha đây. Tính được alpha này kìa.
là áp tan của L3 sin theta 3 L2 cộng với L3 cos theta 3. Như vậy tất cả những thông số đã biết rồi thì mình tính được góc alpha. Rồi. Mình tính được góc alpha rồi. Giờ mình tính góc beta nữa là mình tính góc theta 2 được không? Rồi góc theta beta thì mình sẽ tam giác O2, tam giác vuông O2, O4, C. Để tìm sin thì đối chia quyền cosin hai chữ cơ hiện cho nhau còn tan thì sao? À, như vậy tan của góc ở góc beta các em sẽ bằng à, tan của đối với là O4C chia cho kề là O2C. O4C, O2C nãy tính rồi. Ở cái phần mà tính cái góc. Đây các em, O4C, O2C là mình tính nó rồi. Như vậy là mình sẽ tính được góc theta 3. Góc beta như sau. Cái bước tiếp theo là mình để tính cái góc beta ha. Rồi. Góc beta là áp tan của O4C, O2C. Này. Áp tan của O4C, O2C. Mà O4C, O2C á là hồi nãy mình tính rồi. O4C O2C là mình tính rồi các em. Như vậy mình đã có O4C, O2C. Và như vậy thì từ đây mình sẽ tính được góc beta có alpha, có beta rồi. Có alpha, có beta. Thì mình tính được là góc theta 2. Theta 2 bằng alpha cộng beta thôi. Rồi. Như vậy theta 2 đơn giản á là bằng alpha cộng cho beta. Rồi như vậy là mình đã tính được ba góc em. Alpha 2, alpha 3 và góc góc theta 1 tính được rồi. Theta 2 tính được rồi. Theta 3 tính rồi. Và bây giờ tính theta 4 nữa em. Theta 2 3 4 là bằng theta 2 cộng theta 3 theta 4. Góc là góc mình tự chọn. À, mình có thể cho xếp ban đầu bằng không cũng được. Như vậy theta 4 tính ra đơn giản các em. Vậy cuối cùng mình tính được theta 4. Từ đây mình có tính được theta 4 các em. Theta 4 sẽ bằng là theta 2 3 4 trừ cho theta 2 cộng cho theta 3. Và góc theta 2 và 4 là kem, là chính là góc này. Này. Chính là góc này. Chính là góc này. Giữa cái này kem. Giữa cái cánh tay cái link cuối cùng là kem. Và cái đường song song này, đường này này. Đó. Đường này này đường song song với cái OA này. Và như vậy là cái góc này mình có thể tự chọn ban đầu nó bằng không được em. Và như vậy mình sẽ tính được góc theta 4. Vậy đó là toàn bộ các phương pháp tính toán đồ học nghịch mà dùng cái phương pháp hành học. Và như em thấy rằng nếu mà dùng phương pháp hành học á thì nó sẽ đơn giản hơn và nó cho độ chính xác cao hơn so với cái phương pháp đại số đối với cái cánh tay robot này. Còn tùy các em có thể chọn là đại số hay hành học thì đó cũng được ha. Không có nhất thiết là bắt buộc em phải theo phương pháp nào, nhưng mà mình thấy cái nào như trong trường hợp này là thấy là phương pháp hành học là đơn giản hơn và nó cho cái độ chính xác cao hơn. Ở phần tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em có cách làm sao mà mình sẽ làm một cái mô hình ở trong SolidWorks. Mô hình SolidWorks như giống như nè. Đó. Sau đó thì mình chuyển cái mô hình này qua MATLAB và mình code lập trình nó. Mô phỏng nó. Rồi tới cái phần sau thầy sẽ hướng dẫn các em tiếp theo.